cả nhà, chào cả nhà nha. Hôm nay mình có đi Đà Lạt và mình đang vô trong khu vườn dâu, tham quan khu vườn dâu. Ha, đây là chi biết khổng lồ rồi các bạn ơi. Đây là chi biết thật luôn nha. Chưa. Nè. Đó. Phong cảnh cực kỳ đẹp luôn. Đây, mình sẽ tham quan cho các bạn coi nha. Đó. Thấy chưa? Rất là đẹp luôn nha. Bên trong đây là vườn dâu nè. Nhưng mà người ta đóng cửa rồi, làm cho vô tham quan. Vườn dâu bên kia thì ít trái, thì nhiều trái. Các bạn thấy không? Rất là đẹp luôn. Ở trên Đà Lạt thì được cái rất là nhiều hoa nha. Đây. Đó, người ta đang hái dâu rồi các bạn ơi. Người ta đang hái dâu đó rồi. Mình cho các bạn xem ở phía sau này nha. Đó, các bạn thấy chưa? Ở xa xa là những cái vườn dâu thấp nè. Đó. Đây là Đà Lạt, rất là nhiều dâu. Xung quanh là dâu hết nha các bạn. Rất là đẹp. Hoa nè. Đây là vườn dâu. Cây dâu. Trái dâu. Đây nè. Đó, à, cây dâu đó. Dâu ở đây chín rất là nhiều rồi. Này, tại người ta không cho vô tham quan thôi nha. Để mình một xíu mình kiếm vườn nào có tham quan thì mình sẽ quay cho các bạn coi nha. Đẹp quá. Quá đẹp luôn. Chi bí khổng lồ nè các bạn ơi. Bí ngô khổng lồ.